Hello anh em nhé. Lại cùng với mình trong một game đấu trường sinh lý mobile. Và cái game này thì khởi đầu với một xẻng vàng và một chảo vàng. Thì mình đã ghép lên một ấn liên hoàn và một ấn hỏa rồi. Tính là sẽ chơi một game 10 kỳ quái hay 10 con gì đấy hoặc 9 tiên linh gì đấy, nhưng mà chúng nó chơi nhiều quá mà ra bài hết rồi, nên là mình lại xoay mình chơi song đấu mấy kẻ hỏa thôi. Bánh ngọt na thật kỳ quái pháp sư đủ hết rồi, nên là mình xoay mình chơi hỏa với cả liên hoàn thôi. Set 7 là mình có 5 hỏa, 5 liên hoàn rồi này. Hai cái giọt nước mắt này không biết lắp cái gì được. Ok, tạm thời có 5 hỏa trước nhé. Mày cút rồi. Số nhỏ gặp bài mình là cút rồi. Bài mình ra mạnh mà. Mạnh cực luôn ấy. Siêu mạnh luôn, không phải mạnh vừa đâu. Gờ quen này. Gờ quen vừa hỏa vừa liên hoàn, xong là huyết kiếm này. Siêu khỏe luôn. Nhờn. Định là một game 10 kỳ quái hay là 10 gì đó, nhưng mà chúng nó chơi hết rồi. Thôi mình chơi lại xong đấu mình hỏi vậy, không biết làm nó chơi. Lâm hỏa này nó có cái hành quyết tướng còn dưới 15% máu, rất là ghê nhá. Cực ghê luôn. Ôi giờ nắm nước mắt thế này. Tưởng mình thất tình sao sao nhiều nước mắt thế này. Lõi đầu tiên của mình là võ sĩ giác đấu này. Cứ thắng 4 lần đao xanh thì mình sẽ được một trang bị thành phần bất kỳ. Nhiều nước mắt quá, không biết ghép cái gì luôn ạ. Thank you.
xài à, úi xài à. Kịp bắn một phát. Giờ cứ cho nhằng vào thôi. Tầm này bá đạo phết rồi. Năm hỏa năm liên hoàn. Hãy tí làm con Serat liên hoàn xem nào nhỉ. Serat liên hoàn hỏa nhỉ. Ok phết nhỉ. Tanh hơi mỏng rồi. Gần 8 băng giá rồi. Ok, 7 liên hoàn, 5 hỏa. Khỏe thế.
and right. Kịp lấy được cơm yêu. Ok. Rồi, khá là mất rồi đấy. Ui dồi ôi, nó còn chấm máu. Hơi khó nhỉ, bốn can trường nó vẻ hơi khó. Đấy, lại gặp thằng này này. Trời ơi. Xin nhẹ cái game. Nhiều ấy thế nhỉ, nhiều cờ quen phết nhỉ. Tuổi gì đòi đọ cung? Tuổi gì đòi đọ cung?